khai và nhà 1-2 không đưa. Tiếp tục thêm một tình huống tấn công nữa với sự có mặt của Đức Nhật, đưa thả bóng ra sau lưng không được, bị phao. Và nhà rất hay, chưa tìm ra khe hở đến dứt điểm. Hoàng Khanh bắt bóng sang phải cho Cao Cường, trả lại được không, không thể có pha dứt điểm. Trọng tài đã thổi lỗi rồi, ung truyền vào vị trí của các cầu thủ tiền vệ tấn công, từ đó họ có thể quay lên tạo những tình huống nguy hiểm về phía khung thành cầu thủ Huế. Vì sao bóng cơ hội, Thế Quyên không được thì họ cơ hội phản công. Số người có mặt trong phần sân đối phương là không nhiều. Hoàng Khanh với tình huống dứt điểm. Thế Hiệp có bóng về phía cánh trái, ung truyền vào chân phải Thế Quyên, đi qua một người và dứt điểm chìm nhưng không đủ hiểm cho cầu thủ tuyến trên, cầu thủ PVF đưa tạt bóng vào chân trái, bóng đi quá sâu. Văn Hùng đi bóng tiếp tiếp vào vòng cấm. Hoàng Khanh vẫn còn cơ dứt điểm đấy chăng, Hoàng Khanh không được. Hoàng Khanh, Cao Cường vẫn nhà tốt, Nam Khánh, Hoàng Khanh dứt điểm, bóng lại đi ngang khung thành. Lần thứ hai trận đấu này rồi, phá vỡ thế bế tắc trong trận đấu ngày hôm nay hay không, có thể đây một tình huống như vậy. Hoàng Khanh không được, vẫn không được, quá đáng tiếc cho Hoàng Khanh. Người lên báo đua tốc độ, Đức Trí, Đức Trí đối đầu với Hữu Huy và thủ thành Thành Long. Thủ thành Thành Long đã có một pha xử lý tốt cho tình huống vừa rồi. Huy Phong bóng thả hơi xa so với tầm kiểm soát của Huy Phong, nhưng bất ngờ có hội cho Bé ở đây. Thế Hiệp và chỉ cản kịp thời. Thế Quyền đường bóng ra sau lưng hàng phòng ngự cho Cao Cường, Cao Cường tạt ngay, Hoàng Khanh vẫn còn. 1-0 cho BVF, 1-0 cho BVF với bàn thắng của số 27 Vũ Thế Hiệp. Thành công của BVF, lại là cơ hội cho BVF. Thế Quyền chỉ có tình huống phạt bóng lên thôi. Hiệu Huy, Hoàng Khanh rất hay không được, vẫn là Hoàng Khanh dứt điểm từ xa, bóng đi vào xà. Thế Hiệp sẽ phát triển lại. Văn Hùng vẫn tiếp tục đi bóng. Thế Hiệp, Hoàng Khanh vẫn đang dọc cánh trái, tạt bóng vào chân phải không được và cố gắng mở tốc tấn công về phía khung thành của thủ Huế. Phối hợp hai Phùng Thế Quyền, vẫn là cầu thủ PVF không được, tạo loạt trận tư. Phối hợp rất hay các thủ U15 PV không đưa vào. Tình huống đánh đầu nỗ lực có lẽ của số 25 Nguyễn Đình Thiện. Chỉ có Văn Hùng thôi, Văn Hùng phối hợp penalty không, không có đánh đầu, nguy hiểm quá. Tình huống tạt bóng thẳng về phía quân 1, Nguyễn Văn Thắng đã có cơ hội đánh đầu. Cơ hội cho cầu thủ Huế đợi đây chăng? Vẫn đi tiếp, vẫn đi bóng. Có cơ hội dứt điểm hay không? Không được. Nỗ lực đi bóng. Chuyển cánh sang bên phải. Cơ hội. Góc sút hơi hẹp, hơi khó chơi đi đâu. PV phản công. Có người ở trong này. Cơ hội. Huy Phong hơi chân trừ trong tình huống vừa rồi, nhưng bóng vẫn còn. Bật nhả 1-2, dứt điểm đi, không được. Chính Văn Thắng đang lên bóng, đang có báo 4-4 khu sân nhà. Đường tạt nó quá vội, chưa cầu thủ nào của Huế sẵn sàng băng vào cho tình huống vừa rồi. Văn Bách tốc độ, tình huống phạt góc dành cho cầu thủ PV về cái phải. Văn Bách đối mặt với Tân Phát, Văn Bách đi vòng qua thôi, căng ngang không đưa. Hoàng Long không phải Hoàng Long, đó là Phi Đăng. Hoàng Long vẫn ở trời vì phía trái, đây mới là Hoàng Long này. Hoàng Long không đưa. Đi 1-3-1, 1-3-2 vẫn trước 2-0. Văn Bách vừa bỏ lỡ cơ hội nhưng tỷ số lên 3-0.
thì lại tốt. Đức Nhật làm gì? Dứt điểm đi. Không vào, phí quá. Và có những tình huống tấn công nguy hiểm ngay khi họ tìm ra khoảng trống, như tình huống này chẳng hạn. 3-0. Không được. Vẫn chưa thể nâng tỷ số lên 3-0. Nhưng tình huống ném biên đó không tạo ra nguy hiểm gì. Lâm Huế chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng cho trận đấu ngày hôm nay. Trương Đình Quân Sơn được mặc số 3. Bùi Duy Đăng số 18 thực hiện tình huống đá phạt. Đánh đâu? Bóng đi thẳng vào tay thủ của Thay. Thế Quyên cần được lấy bóng gỡ cho thủ PVF. Bằng rất hay, đối mắt rồi, dứt điểm đi, 2-0 cho PVF. Bùi Duy Đăng cầu thủ vào sát tay người. Thêm một tình huống chuyển đổi tấn công. Cầu thủ mang áo số 18, ghi bàn rất Bùi hay. Duy Đăng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U15 PVF.